quay các bạn hôm nay thì anh em tôi vừa đi lên trên bản lấy cái thịt trâu về, nhưng con trâu này nó cũng chết được khoảng tầm gần một tuần rồi. Còn ngon lắm anh ạ. Nhưng mà ở chỗ mình thì cái món này gọi là cũng là không phải đặc sản, nhưng mà món ở quê mình là rất thích ăn món này. Nhưng mà ăn món thịt trâu thối này là phải thối tự nhiên nha các bạn nhé, tức là trâu chết tự nhiên đấy, chứ còn mình mua thịt tươi về mà để làm cho nó thối thì ăn không ngon đâu. Đây. Đây này. Thịt trâu tươi thì nó sẽ có màu hồng đỏ nha các bạn nha. Đây thì nó trong quá trình nó chết cũng được gần một tuần rồi, nên là cái thịt nó bị thâm này. Đây, anh em đang chế biến đây. Em ơi, tí là món này nấu với cái gì được nhỉ? Cái này thì mình cho tỏi, rau răm, mặc khẻn, ớt các bạn ạ. Ớt. Đây, em Bình đang thái nha các bạn nhé. Theo mình tìm hiểu thì cái món thịt trâu thối này thì một số huyện ở dân tộc Thái ở trên Điện Biên ấy, thì cũng có cái món này các bạn, và họ còn bán ở gọi là một số quán người ta phải đặt trước. Nhưng một số bạn bè của mình có chia sẻ là phải đặt trước cái món thịt trâu thối này khoảng tầm 2-3 ngày thì mới có cái món này. Nhưng mà ở chỗ mình thì trâu dây vực chết tự nhiên ấy thì nó mới ngon. Thái miếng to tí anh. Thịt trâu thối thì mình phải thái miếng to một chút nha các bạn nhé. Tí nó còn teo. Tí nó teo lại. Hết á, không lên không kịp mà hết á. Cái thịt trâu thối này thì ở trên mình bán là nếu một cái loại thịt mông ấy là 150 các bạn, còn cái thịt bạc nhạt là 120. Lúc mình chưa nấu ấy thì nó có mùi thối thối không thùng, nhưng mà khi nấu chín lên rồi thì nó lại có một cái mùi đặc trưng, mùi thơm nhé các bạn nhé. Hôm nay thì là ngày mùng 8 Tết nha các bạn nhỉ. Mùng 8 Tết thì ở chỗ quê mình thì bây giờ bà con cũng chưa đi làm gì đâu. Cũng phải khoảng tầm 2-3 ngày nữa thì ở đây thì mới bắt đầu xong cái Tết của người dân tộc Thái quê mình các bạn. Bây giờ em Bình em đang thái nhá, mình sẽ ra ngoài để mà tham quan nhà em Bình tí nhá. Nhà em Bình là nhà sàn các bạn. Đây là mấy anh em đang ngồi uống nước. Tí nữa thì hôm nay là ngày Tết mà, nên là anh em gặp nhau để giao lưu với nhau một chút các bạn nhá. Đây là nhà em Bình này. Đây là một ngôi nhà sàn 4 gian. Đấy. Ở bên dưới thì cũng được xây khép kín lại để mà ở nha các bạn nhé. Đấy. Đây là tầng dưới này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giờ mình sẽ lên trên tầng nhé các bạn nhé. Đây là tầng 2 của ngôi nhà sàn các bạn ạ. Vườn sàn này được làm toàn bằng gỗ nhé. Xương xương là nấu chung vô hay là nấu riêng em? Em đang tính là nấu chung vào anh ạ. À, chung đúng. Vâng. Đây là xương, hôm nay mới anh em mua cả xương. Đấy, bạn thì đang có anh cả em... xương thì nó mới ừ, đúng rồi nhỉ. Cái thịt thố này thì mình phải nấu chung các bạn. Nấu một nồi thôi. Tức là nếu mà có cả xương, cả lòng và thịt là mình nấu chung một nồi. Cho rau răm, mắc khẻn rồi là ớt vào là mình nấu chung. Trước thì mình cũng thích món này mấy, nhưng mà giờ thì bà con ăn đây thành món đặc sản đấy các bạn. Ăn nhiều là nghiện đúng không? Đấy, nghiện. À. Có một số anh em mình xuôi lên công tác hoặc lên làm ăn trên này thì ngày xưa mà bắt đầu nhìn thấy cái món thịt châu thối này thì chạy luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ thì bây giờ quen rồi. Đầu tiên là quen rồi, sau là cũng nếm thử rồi, bây giờ cũng thành là một số anh em là cũng khá thích ăn món này. Theo cái kinh nghiệm của mình thì con trâu này thì chết khoảng tầm 6-7 ngày. Xương thì phải lấy xương sườn nha các bạn nha. Xương sườn mới ngon đấy. Đúng rồi. Về thịt trâu thối khá là to các bạn. Đây là các gia vị nha các bạn nha. Đây là gia vị để bỏ cái món thịt trâu thối này. Có gừng với rau răm các bạn ạ. Tí nó bỏ thêm tỏi nữa. Đây. Mình đang lấy tỏi nha. Đây các bạn, sau một hồi nấu nướng thì cái món đặc sản thịt châu thối đã hoàn thành nha các bạn nha. Đây này. Đây. Rất là thơm các bạn ạ. Lúc mình chưa nấu chín thì nó có mùi thối thung thủng, nhưng mà bây giờ nấu chín lên rồi thì nó khá là thơm. Đây. Chim không chị ai? Đây mấy anh em đang chuẩn bị dọn mâm đây. Thế là hôm nay là đây mình thử múc cho các bạn vào bát cho các bạn xem nhá. Đấy, thịt châu thối này múc vào bát nó có cả nước sấp sấp thì mới ngon nha các bạn nha. Không bỏ lại ít
thêm rồi ạ. Đây. Nước nó ra tự nhiên ở đây. Đây đừng có bỏ nước, thịt cho thối nước nó ra rồi. Vì mình thái miếng to rồi. Bên nó teo này có nước rồi. Mình hao chim cho chẳng quéo hao. Đây mình đánh xuống anh nếm một miếng nha. Ngon không? Cảm giác nào anh? Con này rất chi là ngon, đặc trưng của mùi thịt cho thối. Ông bạn ấy ngày trước không biết ăn thịt cho thối đâu. Ai lần đầu thì mới thấy món này cũng hơi kinh nhỉ. Nhưng mà ăn rồi thì khá là nghiện đấy. Khá là tuyệt vời. Vừa luôn. Vừa ra gì? Tầm này là quá vừa. Kén hay sao ấy? Bỏ mà kén đi. Tí bỏ sau thôi mà kén ấy. Em mà bỏ một ít chút nước gia vị rồi. Rồi. Bây giờ thì tất cả các món đều đã hoàn thành nha các bạn nha. Thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người hôm nay bữa cơm mùng 8 Tết của anh em gồm có những món nào cho các bạn nha. Đây là bát thịt châu thối nha các bạn nha. Đây. Ba bát ô tô này các bạn này. Rất là nhiều này. Cả xương cả thịt đấy. Lộc ơi vô lấy rượu đi con. Với rau răm rồi là gừng với tỏi các bạn ạ. Bật điện lên. Còn đây là thịt bò. Thịt bò, nhưng mà thịt bò này thịt bò tươi các bạn, không phải thịt bò thối đâu. Đây là thịt lợn cỏ, thịt lợn mán này. Ôi hôm nay nhiều món đấy, đây còn một nồi lẩu nữa các bạn ạ. Hôm nay chú tham gia của Nhân Bình được chiêu đãi rất là nhiều món. Giới thiệu với mọi người nha, đây là có anh Cộng này, là bố em Bình này, đây là anh Phúc, đây là anh Sĩ. Em Bình đây thì lúc nãy giới thiệu mọi người phải không? Đây là anh mình cũng lâu không gặp, thì anh Tiến lâu không gặp mình quên mất tên. Đấy. Con nói gì đây? Lộc ăn cái gì con? Hả? Ăn được xương không? Cần chóc nữa. Mình biết đấy. Tao ơi! Cái mình sẽ chia sẻ với mọi người như này này, cái thịt trâu thịt bò thối ấy. Nếu mà con nào mà chết mà bị ngâm nước là con đấy đắng thì ăn sẽ không ngon. Nhưng mà con nào chết ở trên đồi ấy mà không gặp nước ấy, thì ăn nó không bị đắng, ăn rất là ngon. Đi đâu? Ký ba lô đây nó đắng rồi. Mấy em biết này ý là sao rồi. Lấy ra thôi nào lâu rồi. Ôi, nhìn ngon quá. Lâu. Không có phát nữa. Đây là thịt bò. Thịt bò. Thịt bò. Thương thịt tết. Đây là nhà em Bình nha các bạn nha. Chào các bạn nha. Có thời gian thì mời các bạn xuống thăm gia đình mình nhá. Đặc biệt là món thịt châu thối. Hôm nay đúng là xuống thăm nhà em Bình được thưởng thức cái món thịt châu thối vào đúng hôm ngày mùng 8 Tết. Thôi nhà chắc là anh em mình cũng chuẩn bị thôi. Mình chém rồi. Anh ngay nhau thôi. Đây, mấy khi thì ngàn. Xuống kiểu xuống thì không có gì này. Có chiến triệu này. Chúc sức khỏe gia đình nhá. Năm mới làm ăn phát đạt này. Tiến tới này. Thôi rượu thì mấy anh em cứ tự nhiên thoải mái. Anh uống bao nhiêu uống. Anh cũng không. Đây đây các bạn ạ, đây là món thịt châu thối này. Mình lúc này thái miếng khá là to các bạn ạ, nhưng mà bây giờ nó qua quá trình nấu nó teo lại, nó ra nước ấy. Mít với chú vào đây xem nãy cũng được đấy. Đây xem anh thức ăn thưởng thức. Nói chung giới thiệu với không bỏ một tí mỡ nào, không nhiều mỡ. Nhiều mỡ, con này mỡ nhỉ. Còn lúc nãy lên là cũng tầm gần 50 cân thịt đó.
Ngon quá các bạn. Quá to nhìn luôn. Vừa ngon vừa thơm nhỉ. Mình mà lên chậm một tí là không kịp. May mà kia nó không nói. Vợ đâu em? Vợ em đang tí là vợ em ra. Kêu mẹ ra đi con. Ngon thơm ngọt. Thì châu thối này nó con nào mà nó không trúng nước là nó ăn rất ngọt ha. Nhưng mà trúng nước nó đắng. Hôm vừa rồi có thằng bạn ở Điện Biên nó bảo là ở trên nó là phải đặt 3 ngày ở cái quán ấy. Bữa ăn phải đặt trước 3 ngày, không biết là nó để nhưng mình phải thối tự nhiên ăn ngon chứ. Thối tự nhiên ăn ngon hơn. Cái đội kia nếu mà đặt như thế chẳng lẽ nó lấy thịt tươi về nó cho thối thì nó mới ăn. Đáng. Nó không nguyên chất. Nắng quả cha. Anh em làm đủ hai nước đi. Này, ta làm đủ hai nước nhỉ. Xí ơi. Bạn cũng giờ đi. Đây là hạt dỗi đấy chú Phú ạ. Tí là bỏ cái nồi lẩu. Bỏ đồ hứng tươi. Mày nhắm nó xay. Nhưng mà cũng nhắm đi anh Trường ơi. Nhắm anh em nhắm. Anh thì ăn thôi, cái rượu gì uống thì anh dạo này không uống nữa. Để một thời gian mà làm đường xong lắm để cùng mua kìa. Nhiều người đến. Ta vào. Như xôi thích lắm, mình xem ăn. Hôm nay là cả sườn với cả thịt nha các bạn nha. Cả nấu chung. Đang còn dai nhỉ? Nó dai. Dài thì ăn với xíu. Cái quay. Lục mà quay. Thức ông rõ lao thử mình. Ở trên mình thì nếu mà ăn ác nhất là vẫn là ông Màu, ông Tuyến. Ông Màu nó không phải làm thịt đang tươi nó cũng về ông làm cho thối ông mới ăn. Bằng thịt lợn ông còn làm thế mà. Lợn ông cũng còn làm. Ông Màu với ông Thạch. Cái ở nước thì khả năng. Kể nhắm bách tổng thủy. Chào anh kể nhắm bách tổng thủy. Mày đi cái bù hú động đó. Chắc thì chị phải mang mà khám. Mày mang mà. Khả năng là chấn chờ áo bảy cần đấy. Cái này mà áo nó thì tới ngày này. Cảm nhận thì cũng phải nói là đặc trưng à. Thơm ngon à. Đúng cái phong cách của thịt châu thối ở trên miền núi hả? Miền núi của. Nhưng mà như anh em mình cũng không nhớ là mình bắt đầu ăn thịt thối từ khi nào phải không? Cái này thì có khi là cũng ăn khá lâu. Truyền thống thì cũng không phải là truyền thống mấy, nhưng mà cái có nghĩa rằng là cái phong tục của bản sắc dân tộc của ta thì cái trâu thối hay bò thối á, gọi là nó chết hoang dã ở trong rừng á, thì dùng phải nói là dùng tốt, nó không giống như ví dụ như là các cái nói chung là phải nói đến là cái chỗ trâu bò ở miền xuôi thì họ dùng bột các thứ thì ăn thối thì nó cũng là không giống như hoang dã châu bò ở trên ta được. Thì cái này thì nói chung là cũng khá là lâu rồi là cái phong tục ăn cái châu bò thúi ở trên ta thành cái quen thì cũng không phải là cái quen mà là phải dùng mà dùng được ngon rồi. Ngon. Rất cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Phúc. Thôi thì video của mình xin được kết thúc tại đây nha. Để mấy anh em ngồi tâm sự với nhau một chút về cái câu chuyện Tết các bạn nha. Tôi video của mình xin kết thúc nha các bạn nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.